Mục tiêu của kế hoạch nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên xâm nhập vào để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng. Tăng cường năng lực hệ thống giám sát phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại các tuyến, chủ động sẵn sàng tổ chức thu dung, điều trị người bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh kịp thời, an toàn hiệu quả, đảm bảo không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã xây dựng các nhóm giải pháp tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành các nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật, truyền thông, giáo dục sức khỏe, công tác phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đã xây dựng cụ thể kịch bản, tình huống tương ứng với từng cấp độ dịch để có phương án ứng phó phù hợp. Trong năm 2024, đặc biệt trong 2 tháng gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận sự tăng cao bất thường số trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận khoảng 15.600 trường hợp mắc, trong đó có trên 537 trường hợp tử vong. Trước diễn biến của dịch bệnh đậu mùa khỉ lần này và nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 14 tháng 8 năm 2024.